hành trình của chúng tôi đã đến được đèo Bảo Lộc. Đoạn đường này mình thấy đặt một đoạn leo đèo nữa. Trong hành trình đi miền Tây, hiện tại mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ thành phố Thủ Đức. Xin chào các bạn đã đến với Phượt TV. Và sáng hôm nay mình sẽ bắt đầu cùng miền Tây. Sáng nay các anh chị trong đội xe đạp và K19 đang đưa mình đi sang quận 7, tìm một đoạn đường. Phía trước là các anh chị trong group K19 đang đưa tụi mình một đoạn đường qua Long Hữu. Đường rất xấu thì rất là bận, các bạn thấy không? Mọi người đang uống cà phê sáng, chuẩn bị chia tay nhau. Bây giờ mọi người chia tay nhau. Các bạn thân mến, hiện nay chúng tôi đã đến phà kênh Nước Mặn để chuẩn bị qua Long Hữu. Bên kia là Long Hữu rồi. Hữu chứ mấy Hữu hả? À, Long Hữu Đông không tại. Này là Đông này. Kêu Long Hữu cũng chịu, phải kêu Long Hữu mới chịu. Mọi người đang mua bán cá. Đâu kẻ đầu kẻ đầu đâu có đầu giống mẹ đó anh chị em coi, cái đen giống cái mẹ, à cái đen giống mẹ, à cái vàng giống cái cha, hai màu đó là BD. Mấy con quỷ BD này chụp hình cái là 10.000 á. Đúng rồi, cá ta cá kiển mà không chụp hình là 10.000 á. Các bạn đang thấy chiếc phà qua kênh Nước Mặn. Rồi bên này là bến kênh Nước Mặn qua bên Long Hữu. Chúng ta đang thấy chiếc phà lớn. Mọi người đang chờ phà. Mọi người chở rất nhiều đồ. Xe dắt thành phố về à, biển 2 Bà Rịa đi Phượt à. Rồi phà lên bờ. Team xe đạp đang ở bên kia được. Đồ mình rất là nhiều, thông thả lên thôi. Rồi anh em trong đội xe đạp bắt đầu lên phà kênh Nước Mặn. Ngày đi khoảng bao nhiêu cây anh? Em không biết, nó chạy không có biết chịu đựng ra cây xe, chạy vòng mấy cái trường hợp rồi đó. Dạ. Chứ ngày lúc này tăng mắc thì ngày 70-80 cân. À. Mọi người đang ở bến phà Long à, kênh Nước Mặn qua Long Hữu. Anh Vũ bây giờ anh Vũ thấy thế nào? Cảm giác Vũ bây giờ bắt đầu hành trình vượt sông Vàm Cỏ, cảm giác thế nào anh? Rất thú vị. Hào hức đúng không? Đang chờ hành trình nữa. Em dẫn vô bụi nào đúng không? Các anh đi toàn bánh xe của xe rốt không? Này phải chọn cái đường cho nó mềm mại tí, chứ không cái đường mà hơi cứng là hơi mệt rồi.
mình tính đi MTB rồi, nhưng mà anh em đi 700 hết, mình phải đi 700 luôn. Đừng có trả cho bên đây nha chị. Và bắt đầu rồi bến kênh nước mặn đã chuẩn bị qua Long Hữu. Chúng ta có thể thấy cái dòng sông này. Và phía bên kia chúng ta đang thấy là cầu kênh nước mặn, cái cầu bắc qua quốc lộ 1 dẫn qua cầu Mỹ Lợi của Gò Công. Và đang từ từ rời bến đưa chúng ta qua bến Long Hữu. Phía bên kia là gần tới bến rồi các bạn. Và chúng ta sẽ dắt xe lên bờ và tiếp tục hành trình. Từ Long Hữu Đông thì chúng tôi đặt xe qua Long Hữu Tây. Hai bên đường là những vuông tôm. Sau khi đặt cung từ Long Hữu Đông qua Long Hữu Tây thì mình đến bến đò Long Hữu Tây đi qua Gò Công và đã tới nơi rồi. Mọi người đang chuẩn bị chờ lên phà qua Gò Công. Bốn anh em chuẩn bị qua chờ đón anh Hải nữa. Năm anh em ngủ hổ tướng mềm mại và nhẹ nhàng, mọi người dắt xe lên tàu. Chiếc xe nhẹ nhàng qua, chứ không là lên phà đó bị có cái dốc dở bể bánh. Mấy anh em đang tới thị xã Gò Công và đang dừng mua nước mía uống trên đường thị xã Gò Công. Bây giờ là 11 giờ thì cả đoàn đã đến được cảng bến phà Bến Chùa. Hiện nay thì Gò Công rất là nắng các bạn. Sáng giờ bố anh em mình đạp thì bây giờ đến đây đón anh Hải. Trong đoàn còn có anh Chí, anh Vũ và anh Cang. Đến bến đò Bến Chùa thì giờ anh em nạp tí nước mía. Chúng ta có thể thấy phà đang đến với bến đò Bến Chùa. Hiện nay thì bến đò Điện Đỏ đã không còn hoạt động nữa, tất cả tập trung về bến này. Trời hiện nay rất là nắng các bạn. Anh em đang chuẩn bị lên đò, lên phà sang sông. Đây là cái cửa đầu tiên, cửa tiểu, một trong chín cửa sông của sông Cửu Long. Và đây là cửa đầu tiên, cửa tiểu. Anh Chí mấy lần qua cửa này rồi anh Chí? Mấy lần rồi. Không mấy lần rồi hả? Đi hai ba lần, lần thứ ba. Lần thứ ba rồi dạ. Thấy nó có thay đổi gì nhiều không anh? Cũng có thay đổi nhưng mà không nhiều. Mọi người đang ở trên phà. Và ở vị trí này chúng ta sẽ thấy cái nhấp nhô cửa biển ở phía xa, ở ngoài cái rặng cây này, phía xa xa ngoài kia là cửa biển. Đây là cửa tiểu. Ngày xưa mình đi cái bến đèn đỏ thì có thể thấy được, nhưng mà nay cái bến đèn đỏ thì không còn đi hoạt động nữa, nên không còn đi những cái cửa biển nữa. Chúng ta đang được nhìn thấy cái cửa biển. Đây là cửa tiểu. Sau khi bến xuống bến phà ở cửa tiểu Bến Chùa thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình để đi đến bến phà Lý Hoàng hay là bến phà Bình Tân qua cửa Đại. Hành trình 10 km. Và bây giờ là 11 giờ 30 phút. Chúng tôi đang đi vào bến phà Lý Hoàng Bình Tân, đi qua cửa Đại. Hai bên đường, con đường này là đường cấp phối, hai bên là những cái vuông tôm và những rặng cây mắm, cây nước, cây bần. Đường hơi khó đi, mấy cái xe bên rốt về chắc hơi vất vả các bạn. Con đường dài vô tận và bây giờ chúng tôi bắt đầu đến bến phà Lý Hoàng. Bến phà này thì tàu nó chạy hơi thưa đó, chắc là mình phải đợi hơi lâu các bạn. Bến Lý Hoàng qua cửa Đại qua Bình Tân. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, nắng quá nắng.
nhưng mà nhờ cái sông nước miền Tây thì nó cũng mát mẻ và dễ chịu các bạn. Nắng nhưng mà cũng đỡ hơn là hôm rồi mình đạp ở tuyến Đồng Nai thì đúng là quá hấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Hoàng. Ô là gì đó. Bây giờ mọi người đang lên phà Lý Hoàng qua Bình Tân. Bây giờ là 12 rưỡi rồi. Trời nóng quá. Lên phà mắc hạnh. Ở vị trí này chúng ta có thấy được cái vị trí cửa Đại. Và bên kia là Bình Đại Bến Tre. Đại anh em lên xe ngồi nghỉ ngơi. Mát quá. Bao nhiêu năm đi lại con đường này vẫn thấy đi như cũ. Bao nhiêu năm vẫn như cũ anh? Chỉ có người là khác thôi. Người xưa đâu rồi hả? Toàn bộ là người khác hết. Người khác, xe khác. Và cứ và cũ. Xe đang lùi lên. Anh chỉ sợ anh mấy cây anh. Dạ. Không, anh chưa sợ dằn giả. Dạ. Mình muốn mượn cái sợi dây làm động lực để đạp xe xuyên Việt. Cá sợi dây em chạp đạp qua Trung Quốc luôn hả? Vậy anh lại đi xuyên Việt luôn đó. Cứ mỗi chợ đi về tới nơi là sợi dây nó tới gần cổ rồi. Em cái sợi dây em đạp qua tới Trung Quốc luôn á. Ở đây chúng ta có thể thấy được cửa tiểu ở phía xa kia. Và đây là cửa Đại. Ngồi xe xăm kia chúng ta sẽ thấy được cái hàng tua bin quạt gió. Nhà máy quạt điện. Cửa biển Long Thành, Tân Thành. Bên đây là cửa biển cửa Đại. Biển Tân Thành. Rất đẹp. Thì chúng ta đi qua giữa cửa Đại thì chúng ta sẽ gặp cái cù lao Thới Trung. Trên đó thì vẫn có người ở nuôi tôm cá. Đó, chúng ta đang thấy cái cồn rồi đó. Gọi là cù lao Thới Trung. Sau 15 phút phà chạy thì bây giờ chúng ta sẽ đến Bình Đại, Bến Tre. Mọi người đang chờ xuống phà. Hiện nay thì chúng tôi đang đạp xe bị qua cống Ba Lai. Trời đang rất là nhiều mây và muốn làm mưa. Anh em vẫn đang di chuyển. Kế hoạch ban đầu thì điểm mà chúng tôi sẽ nghỉ tối nay là Sơn Chim Vàm Hồ, nhưng mà có thể là mọi người đang sung sung có thể đặt thêm một tí nữa. Nhưng mà không biết trời mưa thế nào đây. Mưa mà anh em vẫn tiếp tục lên đường. Bây giờ chinh chiến là phải vậy anh ơi. Chinh chiến là bào hết. Giày là mình bỏ vô túi này. Bỏ giày vô túi. Cắt giày đi, thời trang chống nắng là cắt đi. Rồi, mang dép vô, quất luôn. Luôn. Bào luôn. Rồi, chơi. Rồi, chơi luôn. Không, để tội cột lại đã rồi mới mang dép. Rồi, giờ mình mang dép vô. Rồi, lên đường. Lên đường thôi, bố lại vui vẻ nha, bye bye. Rồi, xong rồi. Cảm ơn ông chủ nha. Cảm ơn anh chủ. Thấy đam mê khổ không? Ở vị trí này thì chúng tôi đã đạp gần tới cống Ba Lai rồi các bạn. Đây là cống Ba Lai, một trong những cống ngăn mặn và giữ nước tại cửa Ba Lai. Rồi các anh em dàn hàng ngang chụp hình. Rồi ba anh em ba sát sát lại nhau rồi, ok. 1, 2, 3. Rồi chụp anh cánh hương. Rồi ok, quá đẹp. Anh chụp chi? Chụp anh với anh chụp chi? Tại vì nhớ anh có đi Ba Lai hả? Thôi, rồi mọi người coi thứ tướng chụp hình của mọi người nha. Thôi. Cao thấp xuống chút Vũ. Rồi. Rồi ba anh em đứng vô em chụp cho. Rồi. Tội chụp cả. Rồi. Chụp nào? Mấy nào? Mấy anh. Các bạn thân mến, sau một hành trình thì chúng tôi đã đến được cống Ba Lai. Mọi người đang chụp hình selfie cho vui. Và đang chờ anh Hải. Anh bị rớt mưa phía sau. Rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hành trình. Được chưa? 2, 3. Tụi anh
ta đếm ba là đừng có nhắm mắt á. Đừng nhắm mắt. Đúng không? Nhưng người nhắm mắt người còn. Dạ đúng rồi. Dạ bộ đứng là chụp cho em đứng ngay đó. Bây giờ các em đang tiếp tục hành trình, tiếp tục đến phà Mỹ Đức. Hiện tại mặt trời vẫn là mưa. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã đạt được hơn 100 km và chinh phục được 3 cửa. Đó là cửa tiểu, cửa đại và vừa rồi là cổng Ba Lai, cửa Ba Lai các bạn. Bây giờ tiếp tục hành trình nhé. Các bạn thân mến, hiện tại chúng tôi đã đến trung tâm huyện Ba Tri. Bây giờ hai anh em đang đứng chờ mấy anh em phía sau. Giờ đây anh em đang đặt xe để qua phà bước qua thành phố. Không biết là chiều nay có qua kịp phà hay không. Thấy bây giờ trời cũng đã muộn rồi. Những chuyến phà miền Tây thì thường là sẽ có những giờ giới hạn mở cửa để chạy phà. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta đã đến phà An Đức, Mỹ An để qua thành phố. Không biết là phà giờ còn chạy không? Bến phà chiều, chuyến cuối cùng lúc 5:30 sẽ kịp cho chúng tôi đến bên kia sông lúc 6:00. Và bây giờ phà cũng đã đến 5:30 chuẩn bị. Đây là chuyến cuối cùng từ chiều này qua bên kia nữa là chuyến cuối cùng. Anh em đang sao anh, có cảm xúc gì hành trình tới bữa nay chưa anh? Rất tiếc là bữa nay trời mưa thành ra nó không được như ý của mình. Dạ. Thành ra anh em bữa nay đi hơi chậm chút xíu. Chưa, nãy giờ không mưa chắc đạp qua được hai cửa sông nữa anh. Và tới rồi, cửa sông Hàm Luông. Dạ. Mình qua đây là cửa thứ tư rồi đó. Dạ, cửa Hàm Luông. Ngày mai mình sẽ chinh phục 5 cửa sông nữa. Bây giờ thì các anh em đang lên phà. Và phía đằng kia hoàng hôn cũng đang làm trời chiều trên cửa sông. Các bạn đang đến với hoàng hôn trên cửa sông Hàm Luông. Và anh em chúng tôi đang trên hành trình. Để nhìn tướng anh Trang chụp hình rất lạc. Đây là cửa thứ tư của dòng Cửu Long, cửa Hàm Luông. Và phía kia là cũng có dự án điện gió. Các anh em đang ngồi trên lên phà thì vô tình gặp một chiếc xe rất là đẹp của ông anh. Chiếc này chắc có từ thời Pháp tới giờ, nhìn rất là mới và đẹp. À, phía trước đó có con chim. Và chúng ta sẽ thấy phía xe kia có cầu vồng. Sau 15 phút phà chạy thì bây giờ chúng ta đã đến với đầu thành phố, vẫn là Bến Tre. Vừa rồi là chúng ta từ Ba Tri sang. Tới đám cưới bên đường rồi các bạn ơi. Vô em đám cưới rồi về. Wow, cô dâu vô rễ xinh quá. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Bây giờ 6 giờ chiều mà trời thành phố vẫn còn sáng các bạn ạ. Đằng kia là còn có ráng hoàng hôn. Anh em đang đạp xe đi ăn và kiếm nơi nghỉ tối nay. Đạp xe ở miền Tây rất là thoải mái, mát mẻ và dễ chịu. Trời nhờ sau cơn mưa nữa là mọi thứ rất là thoải mái các bạn. Bây giờ là 5:00 sáng, mọi người chuẩn bị xuất phát lên đường. Anh em đã dậy từ lúc 4:00. Và từ từ rời bến cũng là lúc chúng tôi đón mặt trời lên. Đạp xe vào buổi sáng sớm, không khí rất là mát và dễ chịu. Từ Cù Lao Hòa Minh chúng tôi đón phà sang Mỹ Long. Đường lên bến phà đông các bạn. Trời hôm nay đang làm mây đen phía trước.